do nhu cầu xét nghiệm dịch vụ COVID-19 tự nguyện của các khách hàng cá nhân, công ty doanh nghiệp để vận tải lưu thông liên tỉnh và một số hoạt động khác. Được sự cho phép của Quỹ ban dân tỉnh Bạc Liêu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đã thành lập khu giả chiến tại nhà thi đấu judo đường 23 tháng 8, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu và bắt đầu thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 và PCR cho người dân từ ngày hôm nay 19 tháng 7 năm 2021. Tại đây, bệnh viện trang bị đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị đủ điều kiện cần thiết phục vụ cho nhu cầu lấy mẫu và vấn đề an toàn trong phòng chống dịch, không ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh khi xảy ra ca xét nghiệm có kết quả dương tính tại vị trí này. Thời gian tiếp nhận lấy mẫu xét nghiệm được tổ chức liên tục từ 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày, áp dụng cho các đối tượng. Khách hàng cá nhân có nhu cầu xét nghiệm test nhanh virus SARS-CoV-2, dịch vụ tự nguyện, phục vụ cho tầm soát cá nhân hoặc yêu cầu của bên thứ ba nhân viên, công nhân, người lao động, tài xế của cơ quan, công ty, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải có nhu cầu xét nghiệm test nhanh virus SARS-CoV-2, dịch vụ tự nguyện, phục vụ cho công tác giám sát dịch tễ, lưu thông liên tỉnh. Chi phí test nhanh là 350.000 đồng một mẫu test, sẽ mất 30 đến 45 phút có kết quả. Còn với PCR, phí xét nghiệm là 1.600.000 đồng một mẫu, có kết quả sau khoảng 4 đến 6 giờ.